Các bạn, mình là Mr. Trung đến từ máy tính Trần Anh.vn, số 33/178 Thái Hà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy in Calon 215 đa chức năng nhé. Các bạn có thể thấy trước mặt các bạn đây, mình sẽ hướng dẫn với cả review cho các bạn xem là máy in đa chức năng có những chức năng gì và công dụng của nó dùng như thế nào. Hiện tại máy Calon MF215 thì sẽ có bao gồm là một hộp mực mới và dây nguồn dây cáp mới, bên mình đang bán với giá là hiện tại là hơn 2 triệu đồng. Máy gồm khay ADF trên để cho các bạn có thể in và photo nhiều tờ ở trên. Và nếu các bạn muốn photo từng tờ thì có thể ở dưới có một khung khay kính đây nhé, để photo và scan từng tờ ở dưới. Đây là chỗ để mực vào. Đây là chỗ để mực vào. Còn khay giấy cùng ở đây là khay giấy. Khay giấy nhé. Các bạn có thể có chỗ chặn giấy đây. Hiện tại mình đã chuẩn bị sẵn là một chiếc máy in và một hộp mực mới, dây nguồn dây cáp và một chiếc máy tính. Thì sau đây mình sẽ in thử cho các bạn xem. Hiện tại máy in Calon 215 này thì dùng hộp mực là 337. Đây mình đang cầm hộp mực 337 đây. Mới 100% nhé. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể qua số 33/178 Thái Hà hoặc là liên hệ số điện thoại 0964933666 để được giá tốt nhất nhé. Bên hộp 37. Bây giờ mình sẽ bóc thử cho các bạn xem nhé. Hộp mực này bên mình đang bán với giá là khoảng 200.000 thôi. Các bạn nếu có nhu cầu thì có thể để lại lời nhắn. Đây mình sẽ bóc qua cho các bạn xem. Đây là hộp mực mới nhé. Ở hộp mực mới thì nó sẽ bao gồm siêu của hộp mực nguyên này. Nếu như các bạn lấy hộp mực mới thì các bạn sẽ phải rút các siêu ra để đóng vào hộp mực để in. Đây. Đấy. Mình sẽ in thử cho các bạn xem. Okay. Sau đó mình đóng hộp mực vào nhé các bạn nhé. Ok. Ở đây có một cái đỡ giấy này thì các bạn rút cái đỡ giấy ra. Bên mình đang bán con Calon MF215 này với giá là khoảng hơn 2 triệu đồng. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể qua số 33/178 Thái Hà để tham khảo dùng thử máy. Sau đây mình sẽ in thử cho các bạn vài tờ nhé. Để các bạn xem. Máy in có đa chức năng. Photo, scan, in. Đây mình sẽ in thử một vài tờ cho các bạn nhìn. Máy tính mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy tính ở đây để có thể in được máy tính. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể để lại lời nhắn cho bên mình. Đây mình sẽ in thử một tờ cho các bạn nhìn. Máy chạy rất là êm nhé. Máy sẽ bảo hành 6 tháng. Hộp mực dây nguồn dây cáp thì mới 100%. Đây bản in máy nó sẽ ra như này. Ví dụ như các bạn muốn scan hoặc photo ấy, thì máy ví dụ scan nhiều tờ thì các bạn sẽ để khay trên này. Rồi mình sẽ bấm scan nhiều tờ, cho giấy vào đây. Sau đó ta bấm scan thôi, bấm start thôi. Thì máy nó sẽ chạy. Còn nếu mà mình muốn photo cũng thế. Đây photo thì mình phải để ở đây. Photo thì mình sẽ để khay ở đây. Photo đây. Đâu xuống dưới. Ví dụ mình muốn photo bất kỳ tờ nào đấy. Đây các bạn để đây. Rồi mình photo. Xem hộp mực thì hộp mực mới rồi, 100% này. Các bạn xem hộp mực đây. Còn giấy là phải để phần ở dưới nhá. Các bạn sẽ để ở dưới in ấn vào photo. Nếu mà khi photo thì các bạn vừa ở đây trên màn hình cảm ứng thì các bạn sẽ bấm vào phần photo. Sau đó là mình sẽ chọn cái khổ giấy. Ví dụ chẳng hạn mình muốn in khổ A4 hay A5 thì cho mình thôi. Các bạn bấm start thì đây sẽ photo từng photo cái khay của mình ở trên. Đấy, đây mình đang photo một tờ cho các bạn nhìn. Ok, đây là bản photo nhá. Các bạn có thể thấy. Đấy, hôm nay mình review máy in Calon 215 cho các bạn đi đây thôi. Nếu các bạn có nhu cầu hoặc là cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại lời nhắn. Mình là Mr. Trung đến từ máy tính Trần Anh.vn. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Để hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.